Chân chào đến quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối ngày 24 tháng 5 năm 2016 và sau đây là phần tin. Kính thưa quý khán thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hoàn tất ngày thứ nhì của ông ở Việt Nam với nhiều hoạt động kéo dài từ buổi sáng sớm ở Hà Nội cho đến chiều tối ở Sài Gòn. Từ cuộc gặp gỡ với đại diện những tổ chức xã hội dân sự, bài diễn văn gửi nhân dân Việt Nam cho đến bài nói chuyện trước các doanh nghiệp để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Trong bài diễn văn gửi nhân dân Việt Nam đọc trước 2.000 người ngồi chật cứng trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý của cử tọa khi ông mở đầu bài phát biểu bằng hai câu Xin chào, xin chào Việt Nam. Trước khi cho hay sự thân thiện mà người dân Việt Nam dành cho ông đã tạo niềm xúc động đến trái tim của ông và của phái đoàn ông cũng nói đùa rằng trong đời ông chưa bao giờ thấy có nhiều xe máy chạy trên đường phố như ở việt nam bảo thêm ông chưa thử đi qua đường nhưng khi nào có dịp trở lại đất nước này thế nào ông cũng phải nhờ mọi người chỉ cho ông cách làm thế nào qua đường cho an toàn sau những lời mở đầu đó, Tổng thống Obama đi thẳng vào vấn đề cho biết ông không phải là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, nhưng cũng như đa số người dân Việt, ông là vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên trưởng thành sau cuộc chiến. Và ông cho hay những người trẻ bây giờ chỉ biết đến hòa bình, đến bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Bảo thêm rằng mọi người đều ý thức về quá khứ, ý thức về một lịch sử khó khăn, nhưng tất cả đều hướng về tương lai, hướng tới thịnh vượng, an ninh và ổn định. Vì hòa bình bao giờ cũng tốt đẹp hơn chiến tranh. Tổng thống Hoa Kỳ cũng khiến cho mọi người xúc động khi ông mời mọi người cùng ông đi theo chiều dài của lịch sử, cho hay cá nhân ông trân quý quá khứ lịch sử huy hoàng của Việt Nam. Lịch sử mà ông nói rằng đã được viết lên những chiếc trống đồng đông sơn. Hà Nội đã đứng vững trên dòng sông Hồng hơn 1.000 năm. Thế giới đều biết đến lụa và những bức tranh của Việt Nam và văn miếu là bằng chứng kiến thức của Việt Nam. Với lịch sử huy hoàng đáng kính trọng đó, nhà lãnh đạo nước Mỹ không quên nói đến chuyện từng có thời kỳ kéo dài nhiều thế kỷ, vận mệnh của người dân Việt Nam lại bị quyết định bởi người khác. Đất nước thân yêu của người Việt có lúc không nằm trong tay của người Việt. Ý muốn nói đến thời kỳ Việt Nam bị đô hộ bởi người Trung Hoa. Nhưng ông bảo thêm rằng như những cây tre đứng thẳng ở các ngôi làng, tinh thần bất khuất của người Việt Nam như Lý Thường Kiệt đã ghi lại, sông núi nước Nam, vua Nam ở rành rành đã định tại sách trời. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ không quên nhắc đến những hình ảnh của chiến tranh và những gì còn sót lại khi ông nói và chúng tôi xin trích nguyên văn như sau. Trong các nghĩa trang liệt sĩ, trên bàn thờ của các gia đình Việt Nam chứa đựng đầy những nỗi đau Ông nói rằng với vai trò của người đang lãnh đạo nước Mỹ, ông nhấn mạnh mục tiêu của ông trong chuyến viếng thăm Việt Nam là hai nước cùng nhau xây dựng nền tảng ngày càng vững chắc hơn cho quan hệ hai nước trong nhiều thập kỷ tới, vì ngày hôm nay hai nước đã trở thành bạn bè đối tác của nhau. Theo lời tổng thống Hoa Kỳ, quan hệ đối tác giữa Mỹ với Việt Nam dựa trên những điều căn bản, Việt Nam là một nước có chủ quyền độc lập và không có quốc gia nào khác có thể áp đặt lên ý chí của người dân Việt Nam độc lập chủ quyền ấy, ông nói tiếp do người dân Việt Nam quyết định. Liên quan đến biển Đông, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại mặc dù nước Mỹ không phải là một bên tranh chấp, nhưng Washington khẳng định và đề cao quyền tự do hàng hải và hàng không, tự do thương mại không bị ngăn trở, giải quyết các tranh chấp thông qua pháp lý và luật pháp quốc tế vì vậy hoa kỳ sẽ đưa tàu và máy bay di chuyển ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép và ủng hộ quyền của các nước khác hành động như vậy tổng thống hoa kỳ cũng nhắc lại hôm qua ông đã tuyên bố mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh hoàn toàn cấm bán vũ khí sát thương cho việt nam không chỉ để thể hiện hoa kỳ bình thường hóa quan hệ toàn diện với việt nam mà còn nhằm mục đích đảm bảo việt nam có thể có vũ khí cần thiết để đảm bảo an ninh bài diễn văn gửi nhân dân việt nam của tổng thống hoa kỳ cũng nhắc đến nhân quyền điều được ông gọi là một trong những điểm quan trọng trong việc xây dựng quan hệ giữa hai nước thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những khác biệt cần phải giải quyết theo lời của ông thì không một quốc gia nào hoàn hảo ngay chính nước mỹ cũng đang nỗ lực để đi đến hoàn hảo bằng cách chấp nhận lắng nghe những lời phê bình của người dân vì những lời phê phán đó giúp đất nước tiến bộ hơn về mọi mặt vì thế, Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm rằng Hoa Kỳ không bao giờ áp đặt với Việt Nam, nhưng ông nhấn mạnh ở điểm những giá trị căn bản, quyền căn bản của con người phải được thể hiện. Đặc biệt, những quyền căn bản, giá trị căn bản đó được nêu trong hiến pháp của Việt Nam như người dân có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do bày tỏ tư tưởng hay quyền được lập hội. Nhấn mạnh ở điểm quốc gia sẽ tiến bộ hơn khi nhân quyền được tôn trọng. Tổng thống Hoa Kỳ nói tiếp khi mọi người có thể ra ứng cử và vận động tranh cử một cách tự do khi mà cử tri có thể lựa chọn người lãnh đạo của mình trong những cuộc bầu cử công bằng thì điều đó làm cho đất nước ổn định bởi vì dân chúng biết rằng tiếng nói của họ được lắng nghe và những thay đổi hòa bình có thể xảy ra và xã hội sẽ giang rộng vòng tay đón những người mới khi có tự do tín ngưỡng thì không chỉ giúp con người có điều kiện biểu đạt tình yêu của họ đối với tôn giáo lớn mà các nhóm tinh thần khác nhau có thể phục vụ cộng đồng bằng các hoạt động giáo dục giúp đỡ bệnh viện những người nghèo và những người dễ bị tổn thương của xã hội và khi người dân có quyền tự do tụ họp thì họ được tự do tổ chức trong xã hội dân sự điều đó sẽ giúp chính quyền giải quyết các thách thức mà đôi khi họ không thể một mình làm được vì thế, nhân quyền không làm tổn hại sự ổn định mà giúp nền tảng xã hội ổn định hơn và tiến bộ hơn. Thưa quý vị, bài diễn văn nửa giờ đồng hồ của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gửi người, người dân Việt Nam kết thúc với lời nhắn gửi của ông là chính người Việt quyết định tương lai cho người Việt. Nước Mỹ luôn luôn là đối tác và cũng là người bạn tốt của Việt Nam. Ông bảo thêm rằng, mai sau khi người dân Hoa Kỳ và Việt Nam cùng nhau học hỏi, cùng phối hợp sáng tạo chung với nhau, ông hy vọng mọi người nhớ đến khoảng khắc ông đứng ở Việt Nam để đưa ra cái nhìn hy vọng chung cho tương lai của hai nước. Như Đại thi Hào Nguyễn Du đã nói rằng trăm năm cũng từ đây, của tin gọi một chút này làm ghi. Quý vị vừa đến với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chân như xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần sau. मेचा तबे